Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hiện tại đang là 2 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2019. Trên màn hình quý vị hiện tại là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ gỗ. Mà bộ này là được làm theo mẫu là mẫu hồng chi. Tôi làm theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng ở tại Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì trên hình đây là tổng thể của bộ cuốn thư có đối gỗ gỗ đây. Tôi giới thiệu quý vị. Thì có kích thước của bộ chiếc cuốn thư này là dài 1m97 và cao 90 và được đục 3 chữ là Đức Lưu Quang. Kèm theo đó là mẫu hồng chi hay còn gọi là mẫu phượng ơi. Ở giữa là có chú chim phượng và hai bên là có bông hoa hoa hồng. Tôi quay giới thiệu chi tiết về chiếc cuốn thư cho quý vị có thể xem và tham khảo được. Thì đây quý vị có thấy đây là đường nét được chạm của cái cuốn thư này, rất là sắc nét. Những bông hoa hồng được chúng tôi vỏ tỉa rất là sắc nét. Đây là chim phượng nhé. Cái đường nét thì là cực kỳ là sắc nét và tinh bong lên được tầm lồi lên. Những cái phần lông chim được tỉa tót là rất là kỹ. Đây là hai bên là có hoa mai. Đây là ở giữa là nền gấm này. Nền gấm chữ vạn này. Hai bên là có biểu tượng của cây bút và thanh kiếm là biểu tượng cho văn võ song toàn. Đấy, hình tượng của người quân sử, quân tử ngày xưa đấy là văn võ song toàn. Như này cũng vậy. Đấy, phần gỗ của chiếc cuốn thư này là chúng tôi là chọn lọc là rất là đẹp và sạch sẽ. Rất là đẹp. Đường nét chi tiết là được làm trau chuốt rất là kỹ. Đây là có rơi ngậm đồng tiền nhé, rơi ngậm đồng tiền. Đấy, nó tượng trưng cho tài lộc. Tiếp theo hai bên này là đôi câu đối. Thì đây tôi đứng xa để quý vị có thể nhìn rõ được hai chiếc câu đối này. Xin lỗi, tôi đang để câu đối nó bị ngược nhé. Thì một bên là tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh và một bên là tử hiếu Tô Hiền Vại Đại Vinh và câu đối được chạm mai hóa. Đây là quý vị để nhìn tổng thể được bộ sản phẩm cũng như là đôi câu đối này. Tôi sẽ quay gần hơn để quý vị có thể xem được đường nét chi tiết của đôi câu đối này. Tôi sẽ lướt máy từ chúng tôi xem sản phẩm nhé. Câu đối này thì cũng có chiều dài là 1m97 và chiều ngang là 28. Đây là chiếc câu đối thứ nhất. Chúng ta quay chiếc câu đối thứ hai. Đó, rất là đẹp và hàng dày dặn, được chạm sắc nét. Thì hiện tại ở cơ sở chúng tôi là đang có hai mẫu cuốn thư câu đối gỗ gỗ, là một mẫu chúng tôi đọc hồng chỉ và một mẫu là đục dòng hóa. Thì đây là mẫu hồng chỉ hay còn gọi là mẫu phượng đây. Thì quý vị có muốn tham khảo được những mẫu dòng hóa thì tôi sẽ quay và giới thiệu trong một cái clip khác để quý vị có xem được. Còn trong video clip này thì là tôi giới thiệu mẫu cuốn thư câu đối gỗ gỗ và mẫu hồng chỉ nhé. Quý vị nào có nhu cầu tham khảo thì hãy liên hệ tới số điện thoại là 0987 50086 và cơ sở của tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này bên dưới phần mô tả của website đogotung8.com để xem được chi tiết hình ảnh sản phẩm. Đây, đây là địa chỉ đây. Và video tôi đang quay trực tiếp tại xưởng sản xuất phía sau kia. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.